Hello, xin chào tất cả em, chào mừng các thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về mùi hương gia thuộc. Một mùi hương có thể gọi là hardcore, kể cả đối với các anh em đã có thời gian sử dụng nước hoa một thời gian. Và đối với các bạn newbie thì đôi khi nó sẽ là một cú sốc khi lần đầu tiên ngửi. Dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 điều mọi người cần nên biết về mùi hương gia thuộc. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một sản phẩm full, một sản phẩm chết. Đó, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, 5 điều mọi người cần nên biết về mùi hương gia thuộc. Ok, let's go. Trước khi nói chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình chia sẻ nhanh đến em 2 điều thú vị về mùi hương gia thuộc. Điều đầu tiên đó là vào thế kỷ thứ 16 thì nữ hoàng hay là quận chúa gì đó, bà này có tên là Catherine de Medici. Bà này gốc là từ Ý và hình như là đã kết hôn ở Pháp. Thì cái câu chuyện liên quan đến giao thuộc ở đây có nghĩa là bà ta đã đặt một cái găng tay ở vùng Grasse, nó là thủ phủ nước hoa của Pháp từ ngày xưa và cho đến tận bây giờ. Thì bà ta đã đặt găng tay bằng da thuộc, và các cái tài liệu đã ghi lại rằng bởi vì cái mùi da thuộc của đôi găng tay này nó quá là khó chịu cho nên là người ta đã phải tẩm nước hoa. Thế nhưng cái câu chuyện liên quan đến đôi găng tay này ở chỗ là bà ta đã tẩm độc vào đôi găng tay da thuộc này và giết một vài đối thủ, gọi là cái dạng như kiểu là trong cái trận chiến tranh giành quyền lực về hoàng cung, thì bà ta đã sử dụng găng tay da thuộc này để mà giết một vài người. Thì nói nhanh ở đây có nghĩa là da thuộc đôi khi cũng là một cái vũ khí để chúng ta, trong cái lịch sử của loài người thì đã có một vài người sử dụng da thuộc để làm vũ khí lên level đó. Và cái thứ hai nữa đó là da thuộc không được chiết xuất từ một cái chất nào có sẵn cả, có nghĩa là không thể chiết xuất được tinh dầu. Mà ở đây trong những cái tài liệu mình đọc thì người ta thường hay gọi là accord leather. Accord ở đây có nghĩa là nó là một tổng hợp của một vài mùi để tạo nên một cái mùi mới đó, mà ở đây là nó được tổng hợp từ một vài mùi để tạo nên mùi hương gia thuộc. Thế thì trong nguyên liệu tự nhiên thì theo như mình được biết thì người ta thường hay dùng cây bạch bạch dương và một số cây khác để tạo nên mùi hương gia thuộc hay mùi gia lộn vân vân. Còn trong nhân tạo thì người ta thường sử dụng chất aldehyde, một chất rất là quan trọng của Chanel No. 5. Thế nhưng mà đây là mình chỉ chia sẻ nhanh đến các anh em bởi vì chúng ta không phải là perfumer cho nên chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm những cái vấn đề đó. Ở đây thì mình chia sẻ nhanh với anh em 2 điều thú vị về mùi hương gia thuộc đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 5 điều mọi người cần nên biết. Điều đầu tiên mọi người cần nên biết đó là mùi hương gia thuộc không bao giờ là một cái trải nghiệm dễ dàng đối với tất cả các anh em khi mà ngửi. Đôi khi chúng ta cần một cái thời gian, có thể là 1 tuần, có thể là 2 tuần để cảm thấy rằng cái mùi hương gia thuộc này thật là đáng yêu, cái mùi hương gia thuộc này ngửi là có cái sự sáng tạo đó. Hãy thử tưởng tượng rằng nếu mà bây giờ chúng ta vào trong Plaza hoặc là cái cửa hàng shop nước hoa nào đó, ví dụ đây, nhưng mà chúng ta sẽ có ý định sử dụng thẩm 3 chai nước hoa của Chanel, của YSL, thì mình tin rằng khi mà chúng ta mở nắp ra và chúng ta hít đó, hoặc là chúng ta xịt, thì chúng ta cái mùi hương của Chanel, có mùi hương của YSL nó luôn luôn rất là nịnh mũi, nó làm hợp lòng chúng ta ngay lần đầu tiên ngửi đó. Nhưng còn đối với da thuộc thì nó là một cái trải nghiệm không hề là dễ dàng đó, thì đôi khi chúng ta lần đầu tiên ngửi chúng ta sẽ cảm thấy khá là sốc. Do đó thực sự mà nói thì mình không hề khuyến khích các anh em nếu như có ý định thẩm bất kỳ một chai nước hoa có sử dụng nguyên liệu da thuộc nào ở shop hay là ở Plaza, mà chúng ta cố gắng làm sao mua cái vial để dần dần chúng ta thẩm mùi, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể cảm thấy không bị fail khi mà ngửi mùi. Còn lại nếu mà ngửi mùi trực tiếp lần đầu thì mình không cho rằng đấy là một cái cảm nhận chính xác. Do đó điều đầu tiên các anh em cần nên biết đó là bất kỳ khi nào chúng ta thẩm một mùi hương của da thuộc, chúng ta cần thời gian để có thể chiêm nghiệm, chúng ta có thể nào mà cảm dần cái mùi hương của nó. Còn nếu mà lần đầu tiên thực sự là mình nghĩ tỷ lệ phê sẽ rất là cao. Đấy là điều đầu tiên các em cần nên biết. Thứ hai mọi người cần biết đó là da thuộc trong các mix mùi, trong cách blend mùi, nó đóng một vai trò khá là phổ biến. Ví dụ như là những cái chai nước hoa thuộc nhóm Woody Aromatic, hương gỗ thơm, hoặc là Fresh Spicy, ví dụ như đây là chai Spice Bomb này chẳng hạn, hoặc là một vài chai nước hoa có sử dụng nguyên liệu gỗ thơm, ví dụ như chai Mont Blanc EDP, Legend EDP, cái phiên bản mới nhất mới ra. Thì thông thường những cái chai nước hoa có cái sử dụng theo nhóm hương gỗ thơm mát
hay người ta gọi là aromatic woody hoặc là fresh spicy, ví dụ như chai Spom này, thì người ta thường sử dụng nốt hương gia thuộc ở cái base note của nó kết hợp cùng với một số nguyên liệu khác, ví dụ như là tiêu hoặc là sồi, để tạo nên cái mùi hương theo một cái dạng như kiểu một cái nhóm accord đó, một cái nhóm dạng như kiểu một cái công thức, cứ thế là theo thôi. Thì ở đây mình nói nhanh, đó là hương gia thuộc nó đóng một cái vai trò khá là nhiều ở một vài cái nhóm hương đặc biệt, theo như cá nhân mình biết thôi nhá, chứ còn không phải là tất cả. Thì ở đây là nhóm spicy và nhóm aromatic woody, thì mùi hương gia thuộc thường được sử dụng khá là nhiều. Về cái phong cách mùi của hương gia thuộc thì nó cũng rất là đa dạng. Nếu như mà chúng ta cần một cái mùi hương nó quý ông lịch lãm, giống như một là James Bond chẳng hạn, thì chắc chắn rồi, Bentley Intense 007 trong thế giới mùi hương luôn luôn được đánh giá là một cái mùi hương rất là phù hợp cho James Bond nếu như mà anh ta có thật ở ngoài đời. Hoặc là nếu như các anh em yêu thích một cái mùi hương nhẹ nhàng một chút, chúng ta vẫn thích nó có cái độ đậm mùi nhưng vừa đủ đó và hơi ngọt ngọt một chút, thì Prada L'Homme Intense cũng rất là thú vị, bởi vì nó với cái sự kết hợp của gia thuộc, của đậu tonka và iris, một cái mùi hương rất là xuất sắc của nhà Prada. Hoặc là Giorgio Armanico Profumo, gia thuộc và đậu tonka kết hợp nên một cái mùi hương rất là ngọt, rất là ấm áp trong ngày mùa đông. Hoặc là nếu như mà chúng ta yêu thích một cái phong cách có thể gọi là hơi bụi bặm một chút đó, thì cái chai John Varvatos Dark River, một chai nước hoa mà Jeremy luôn luôn đánh giá nó là Johnny Depp ở ngoài đời. Nếu như Captain trong bộ phim Cướp Biển Caribe, nếu như anh ta ở ngoài đời thì chắc chắn là Jeremy luôn luôn coi đó là anh ta sẽ sử dụng cái mùi hương đấy. Thì ở đây mình nói rằng là cái phong cách mùi hương của gia thuộc nó rất là đa dạng, có thể là một quý ông, có thể là một bad boy trong chiếc áo khoác da, hoặc là một anh chàng bụi bặm có một cái nét gì đó vẫn rất là thu hút, thế nhưng ở anh ta nó có cái gì đó rất là bụi bặm, rất là phong trần. Thì phong cách mùi hương của gia thuộc nó cũng rất là đa dạng, và đấy điều thứ hai các anh em cần nên biết. Điều thứ ba mọi người cần nên biết đó là khi mà chúng ta định mua một mùi hương gia thuộc, chúng ta cần phải hiểu rõ cái phong cách của mình có hợp hay không, bởi vì nó khác với hương citrus, nó khác với hương floral. Khi mà chúng ta xịt cái mùi hương gia thuộc, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng chúng ta có hợp hay không, cái tính cách của chúng ta ngoài đời nó có hợp với cái mùi hương gia thuộc hay không. Nếu như bạn là một người nói nhiều vui vẻ, chúng ta xịt cái mùi gia thuộc thì thật sự là nó không hợp cho lắm, và đôi khi nó còn cảm giác là nó phản tác dụng khi mà chúng ta sử dụng nước hoa. Bởi vì tại sao mình lại nói như thế, bởi vì cái phong cách của gia thuộc nó bị định hình khá là rõ ràng, nó không có cái độ xê dịch quá nhiều. Do đó nếu như khi mà chúng ta xịt mà cái phong cách của chúng ta nó không hợp, thì cái thứ nhất là mùi hương nó không phát huy tác dụng, và cái thứ hai là nó sẽ làm cho chúng ta nó giống như kiểu là hơi bị đấu đá nhau. Do vậy các anh em cần nên biết rằng trước khi chúng ta định mua một cái mùi hương gia thuộc, thì chúng ta phải thực sự hiểu rằng phong cách của chúng ta có hợp hay không. Về một cách về chủ quan mà nói thì về cơ bản một phong cách hợp với mùi hương gia thuộc đó là trầm tính, điềm đạm và nam tính, một chút bụi bặm là ok, đấy là một cái phong cách cơ bản của mùi hương gia thuộc. Còn lại thì tùy các anh em có thể dựa theo cái gợi ý của mình để mà chúng ta lựa chọn một cái mùi hương gia thuộc làm sao nó phù hợp đó. Và đấy là điều thứ ba các anh em cần nên biết. Điều thứ tư mọi người cần nên biết đó là gia thuộc không phải là một cái nốt hương giống như thuốc lá, không phải là một nốt hương được các chị em phụ nữ ở Việt Nam quá là yêu thích. Tất nhiên thì ở đây mình nói lại là có những người thích cái này, có những người thích cái kia. Thế nhưng về cơ bản gia thuộc và cùng thuốc lá nữa, nó không phải là hai nguyên liệu mà các chị em Việt Nam quá là ưa chuộng. Bởi vì dựa trên cái thực tế bản thân của mình, khi mình sử dụng nước hoa thì mình cũng rất là ngại khi mà sử dụng những chai nước hoa có nốt nguyên liệu là gia thuộc. Bởi vì lợi đâu không thấy, nhưng mà đại khái là một cái phản ứng của các chị em khi mà đứng cạnh mình, nó cũng cảm thấy cho mình là chỉ muốn lau sạch nước hoa đó.
có nghĩa là coi như người mình hôm nay không xịt một cái gì cả. Thì đấy cũng là một cái mà các anh em cần nên lưu ý. Tất nhiên thì có thể là môi trường các anh em, các chị em lại thích mùi da thuộc, còn của mình thì lại không được may mắn như thế. Thế nhưng như mình đã nói giống như ở video trước về mùi hương thuốc lá, về cơ bản mình không cho rằng các chị em phụ nữ Việt Nam yêu thích mùi hương của da thuộc và của thuốc lá. Và đấy là điều thứ tư các anh em cần nên biết. Điều thứ năm mọi người cần nên biết đó là chai nước hoa nào có thể gọi là một cái khởi đầu cơ bản dành cho da thuộc. Thì ở đây mình có thể gợi ý cho các anh em một vài chai nước hoa. Đầu tiên đó là Bentley Intense. Đó, chai nước hoa này được đánh giá đối với cá nhân mình, đây là chai nước hoa xuất sắc nhất của nhà Bentley ở thời điểm hiện tại. Các anh em nếu như muốn một cái mùi hương da thuộc theo một phong cách quý ông lịch lãm thì Bentley chính xác là cái mùi hương như thế. Hoặc là Bottega Veneta Pure Homme, đây là chai nước hoa mà có thể gọi là dễ nhằn nhất trong nhóm các chai nước hoa có sử dụng hương da thuộc, bởi vì nó rất là dễ chịu, nó rất là mềm mại, nó rất rất là nhẹ nhàng, nó không quá là gắt, nó không quá là dữ dội. Do đó các anh em nào mà muốn trải nghiệm cái mùi hương da thuộc thì Bottega Veneta Pure Homme các anh em cũng nên tham khảo một chút nếu như muốn tìm hiểu xem là da thuộc nó là như thế nào đó. Hoặc nữa, cá nhân mình sẽ cho rằng Prada L'Homme Intense không phải là một chai nước hoa thuần mùi da thuộc 100%, thế nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được da thuộc khi mà blend mùi nó sẽ là như thế nào, nó có thể blend mùi xuất sắc đến nhường nào. Thì Prada L'Homme Intense là cái chai nước hoa mình muốn gợi ý cho anh em. Ngoài ra thì còn rất nhiều những chai nước hoa, ví dụ như Spice Bomb, CH Man Privé, Aqua di Parma Leather, vân vân, rất rất nhiều những chai nước hoa mà với cảm nhận của mình nó là vừa đủ, không quá nồng, thì các anh em hoàn toàn có thể tham khảo. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em 5 điểm.